cả nhà. Mấy em khỏe không mấy cưng? Chị Đại nè, nhớ chị Đại không? Sao? Chị Đại xinh đẹp quá hả? Nói nghe nè, mùa dịch bệnh ở nhà, ăn uống không, không có làm gì hết trơn. Rồi hôm nay chị Đại gọi cho mấy đứa đó ha, để báo cáo mấy đứa là chị Đại không có tiều tụy, không có te tua. Chị Đại rất xinh tươi nghe. Trời ơi, mấy tháng rồi không có gặp mấy đứa. Bây giờ muốn gặp hay nói chuyện gì chỉ qua điện thoại không à. Cho nên á, trời ơi, chị Đại phải sửa soạn cho mấy đứa nhìn chị Đại. Mấy đứa không có thấy là chị Đại xấu xí chứ. Chị Đại mà, chị Đại cũng nhớ Ngũ Long mà, phải lúc nào cũng xinh tươi, xinh đẹp đúng không? Dịch bệnh nhưng mà nó buồn quá rồi, mình phải làm gì cho nó tươi mới, nó trẻ trung chút xíu đi. Với lại cho khán giả coi thấy là cái nhóm của mình lúc nào cũng thân thiện, lúc nào cũng hòa đồng, lúc nào cũng yêu thương lẫn nhau. Đó, thấy giờ cái mặt, giờ cái tóc là biết thân thiện rồi ha. Chưa đâu, mới có một bộ thôi. Trời đất ơi, tôi là nữ hoàng tóc giả mà, cho nên là tóc tai, đồ bông tai là rất là nhiều. Mà bây giờ mấy tháng trời ở không, làm như cái tóc này nè, với lại cái bông tai này làm như nó nổi mốc, nổi meo hay sao đó. Bây giờ mình phải xào lên, mình lấy ra mình làm chứ. Lâu lâu mới có dịp mà quay phim như vậy, cho nên mình phải làm cho mình tươi mới, trẻ trung lên. Mọi người hãy chờ xem nha. Hồ biết đó, mọi người có thấy mình khác không? Nè, thấy chưa? Áo đẹp nè, tóc đẹp nè, bông tai đẹp nè. Thời khóa biểu của mình là sáng ngủ dậy ha, tập thể dục ha, tập thể dục xong rồi đọc kinh ha, đọc kinh sau xuống ăn cơm. Bây giờ á nghe, giống như ở dưới quê đó, là sáng không có ăn sáng đâu, ăn cơm sớm xong thì lên rồi cái ăn uống xong rồi cái dọn dẹp rửa chén chút gì thôi. Mình thì có ở chung với nhỏ em chồng, nó ở dưới nhà cho nên nó nấu ăn nấu uống, mình vợ chồng mình chỉ xuống biết xuống ăn cơm rồi phụ. Sung sướng lắm, tôi không có làm gì động tay trơn, chỉ có quét nhà lau nhà, còn đồ đạc sướng lắm nghe, quần áo chọc không giặt hết trơn. Ổng là con người siêng năng mà, ở không đâu có chịu nổi. Trời ơi, nhiều khi mình nói anh để 2-3 ngày hả giặt đi anh. Không, mỗi ngày mỗi giặt thôi kệ, ổng muốn làm thì làm cho tay chân nó như là nó thoải mái xíu, tại vì tối ngày trong nhà. Với lại mình về nè, ở nhà mình á thì mọi người cũng có khán giả hỏi thăm là thấy nhà chị Phụng bị giặt, bị ăn dây. Đúng rồi, ở nhà mình thì có nhỏ cháu dâu với con gái của nó là bị Covid, cho nên phải đi cách ly. Cho nên khi nhà có người cách ly thì bị ăn dây. Rồi mọi người thấy mấy người con trai mình cái kêu mẹ, con trai mình thì nó không ở chung với mình, nó ở bên nhà ngoại, nó ở mấy chục năm nay rồi. Nó nói mẹ chụp hình cho con coi nhà mình bị ăn dây sao. Tưởng sao, ông chụp hình cho ông coi, rồi cái ông thảy lên Facebook, cái ai cũng thấy hỏi thăm ông biết chị Phụng như thế nào. Nói chị Phụng rất là khỏe mạnh, ăn được ngủ được, nói chung là ok đó. Rồi cái hỏi thăm thì nhà mình có người cách ly cho nên phải giăng dây vậy thôi, chứ ngoài ra không có sao hết trơn. Rồi và cháu nó là nay mai nó cũng, tụi nó cũng khỏe mà mình thấy gì nè, hình như là ai á mà có chích ngừa, nhất là giới trẻ đó, thì nó qua hết, nó bệnh chừng một tuần lễ 10 ngày là nó qua cơn đó, xong rồi nó khỏe ra đó. Thành thử tụi nó đi xong rồi nó sẽ về rồi thì nhà mình được dỡ ăn dây ra chứ không sao. Mình nhưng mình ở nhà mình cũng tuân thủ, không đi đâu hết, mà bây giờ giãn cách đi đâu đó. Mình thấy mình vậy là mình hạnh phúc, mình có phước lắm. Cho nên càng ngày mình cầu nguyện càng nhiều, cầu cho dịch bệnh qua mau, đừng có ai đói khổ nữa, đừng có ai bệnh hoạn nữa, hãy trở lại bình thường đi. Đó là tâm nguyện của Phi Phụng, mà hình như là hầu hết là tâm nguyện của tất cả mọi người đều mong dịch bệnh sớm qua mau. Đợi mình một chút nha, mình biến quá, mình bé đó, mình như là em chưa 18 vậy đó. Mấy tóc bông bê này dễ thương không cả nhà? Mình xin nói là từ thiện thì Phương Dung Phi Phụng ai cũng biết là cũng ưa đi từ thiện, cho nên nhiều nhà hảo tâm thương tưởng nhóm Ngũ Long Đô Ký nhờ mình đi từ thiện, nhưng bây giờ dịch bệnh mình không dám đi đâu hết trơn rồi, thì mình bây giờ mình sang qua cho thằng con mình nó đi. Nhưng mình cũng không dám, nhận mình hứa là khi nào mà bớt dịch thì tụi này mới đi làm từ thiện lại. Nhưng mà bây giờ thì con trai mình nó làm, con trai nó mình là nó lao nấu ở bếp ăn không đồng, nó nấu cho các tuyến đầu y bác sĩ đó, một ngày là bao mấy trăm phần vậy đó. Mình cũng hạnh diện vì có đứa con như thế này, cũng giúp ích được cho đời. Đừng có nói ai sai, cô Phương Dung đó, cổ nó bây giờ chỗ cổ đi là không có cho đi đâu, với lại nó da dăng dây tùm lum. Bây giờ mà ai mà đi đường hoặc là ship đồ cũng mệt mỏi lắm, tại vì đường bây giờ nó trận tùm lum hết trơn, mà phải biết đường mà đi đó. Rồi cái cần gì cái kia, Tuấn ơi mua giùm cô Dung này, Tuấn ơi cô Dung hết này hết kia. Trời ơi nè,
không phải tôi nhắc nhở, nhưng mà khi mà qua mùa dịch rồi đó nghe cô Dung, cô phải nhớ ơn con tôi, cô đền tạ nên cô thưởng cho nó cái gì đi ha ha. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, tôi là tôi nhắc nhở vậy thôi, là tại vì á vì ai mới có thằng trai này, tức là mẹ nó đây nè ha, cho nhớ nhớ ơn con, phải biết ơn mẹ nghe chưa, tại vì mẹ đã sinh ra một đứa con như vậy nghe chưa. Tôi không phải tôi kể công cho, tôi nhắc cho cô nhớ vậy thôi chứ tôi không có nói, tôi nói là như vậy đó, nhưng mà cô hiểu hay không là tùy cô, mà cô hiểu thì cô mới làm người làm thế nghe chưa. Ừ, tôi chỉ nói vậy thôi. Thôi bây giờ Ủa? thì Phi Phụng cũng có mấy lời nói như thế thôi, bây giờ dịch bệnh thì nó buồn quá, bây giờ mình tìm những cái gì vui vẻ, mình lạc quan, mình nói chuyện với nhau cho nó vui đi. Mà Phi Phụng thấy là trong cái mùa dịch này mới thấy tình người nó ấm áp như thế nào, mọi người yêu thương lẫn nhau Sao? ha. Thôi bây giờ này sợ mọi người quên mình cười một cái nụ cười đặc sản của Phi Phụng nha. Đi lấy đồ. Cởi cho nhỏ nè. Vắng nhà ai cũng đóng cửa hết, rất là buồn. Bỏ một ngày không biết làm cái gì, đi lên mạng rồi online coi cái gì không, mua mua riết hết tiền mà vẫn còn bị giới nghiêm giãn cách. Chỗ luôn ở rất là vắng, rất là buồn. Nhà ai mới ở ngay trung tâm quận 10, đóng cửa kín mít. Nghĩ sao vậy, sao dịch nó cũng lên trời. Thì nhà là hôm qua 48.499 ca, hôm khách khách hồn luôn. Trong đó là rất là nghiêm túc thôi chị thị nha. Chỗ chung cư của Dung để nha, đưa cảnh một chút. Ai muốn để cái bà để ai muốn lấy cái gì á, mua cái gì á thì để ở đây rồi xong thịt khủng mới dám lên mua nhà rồi đúng rồi. Lấy thằng bịch đồ ăn mà bà ta lại ăn luôn. Tôi nhìn rất là cẩn thận à, đây để bịch đồ trước cửa nhà. Đấy, cái cửa nhà lấy súng ra bắn ngay cửa đại trại đó, lấy súng ra bắn về rồi mùa này là vậy á. Xong đợi cho nó khô nha, đã tan nè, xong đem lại ra. Có một mùa không nắng không mưa, Sài Gòn tôi là mùa thương đó. Phố Bà Trưng thê thảm chiều mưa nhỏ, bên bạch đằng cười gió lo xa. Ừ, thì ổn thì đã tốt rồi, nhưng mà cũng không có chủ quan nha. Giờ lẫn nhiều, giờ má lẫn nhiều hơn trước kia rồi, thì bây giờ thì thôi. Nói thôi, giờ chăm kỹ thôi. Rào rồi đừng có cho má đi ấy vòng vòng ra mấy ngoài đường, ở mấy ngoài xong đó nha. Rồi để mai mốt mà cho đi lại đi rồi coi về tính. Má khỏe vậy được rồi, mọi người khỏe rồi, nhưng mà phải giữ kỹ đó, nói rồi đó. Ăn uống thuốc men tất cả mọi thứ vẫn xong xuyết thì kia đó, để cho nó tuyệt đối hết đó, chứ không có chủ quan gì gì nha. Trời mọi người ơi, nhà 10 bữa hôm má với mấy chị với mấy cháu bị dương tính á. Cái ngày hôm nay ổn, rất là tốt. Rất là cảm ơn mọi người đã hỏi thăm má, hỏi thăm ở nhà 10 nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay sức khỏe mọi người tốt, gần như 100% rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Thì 10 chỉ mong là hết dịch, mau hết dịch để cho trở lại cuộc sống bình thường, để tất cả mọi người phải được đi làm, đi sinh hoạt. Cũng như nhóm của Long Du Ký sau khi mà hết dịch rồi thì nhóm bắt đầu mới đi du hí tung tăng, mới có clip up lên cho mọi người xem. Chứ thật ra trong thời gian dịch này không có đi đâu, không có quay được gì hết á. Kênh tuột buồn dễ sao buồn luôn á. Một lần nữa là xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã gửi lời là thăm gia đình 10 cũng như nhóm của Long Du Ký. Mà nói tới cái vụ mà bà nhà bị dương tính, nhớ chị nhà chị Phụng. Nhà chị Phụng cũng bị dán căng dây, dán bản. Nhưng mà hình như là cháu chị Phụng bị, nhưng mà bản thân chị Phụng thì không có bị, cũng hơn.
nhưng mà cũng bị căng dây. Chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Ở nhà trong thời điểm này đừng có đi ra ngoài là một cái phương án tốt nhất. Sớm hết dịch sẽ gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye. Kêu mấy bả ra luôn, đưa trai rồi kêu mấy bả ra. Ê, để sắp vô cái phòng trong cái khóm nè. Đi, 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 đi thôi. Dạ, dạ. Dạ. Ở ngoài đó có rồi, gia đình mình vừa có rồi đúng không? Tới cho bữa giờ là nhiều người hỗ trợ chưa? Chưa. Dạ, em xin chào cả nhà. Chào các chị em Ngũ Long Du Ký nha. Thì bây giờ là coi như là thời buổi mà coi như là dịch đó, không có làm cái gì hết trơn á, buôn bán cũng không được, công ăn chuyện làm cũng không xong. Thôi thì rảnh quá, đi ra đi vào chả biết làm gì. Nước ta cũng giống nước Lào, cái cửa là để đi vào đi ra. Nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Cho nên là thôi, em đi ra đi vào, em chả biết làm gì. Cho nên ngày hôm nay em có con chó của nhà em nè. Đó. Ngoài kia kìa, dịch giả kìa, người ta không có người ta ăn. Mà mày á, ngày nào mày cũng có đồ ăn mày ăn. Tắm rửa là tao phải tắm cho mày. Mày thấy không? Mày là loài chó mà mày rất là sướng. Mày tắm đâu có phải như người ta, mày tắm xà bông thơm, double rít, tắm cho thơm người, thơm mỏ, thơm rau. Mà mày không có biết thương tao. Mỗi lần khi tắm cái là mày đi chỗ khác. Ngồi im coi. Đó. Tắm nó đâu phải là coi như xà bông thường đâu cả nhà. Tắm nó không phải xà bông thường. Đây nè mọi người coi nè. Tắm nó nè đó. Double rít. Tắm xà bông thơm đàng hoàng. Mày thấy mày sung sướng chưa? Có ai bằng mày. Tao là tao phải tự tao tắm cho tao đó. Còn mày là tao phải tắm cho mày. Mày phải hiểu chưa? Ngồi im đi. Đó. Tôi massage cho. Thấy không? Thấy nó sướng hơn tôi không? Đó. Massage. Mọi người thấy không? Nó khoái em massage mà đến nỗi mà nó đứng im vậy đó. Nó rất là khoái. Mà làm bộ chảnh chó. Chảnh chó là có thiệt nha cả nhà. Mỗi lần kêu nó đi tắm á, thấy điểm quỳ lại nó vậy đó. Ha, kêu nó cái đầu nó rút vô trong cái giường. Vậy đó. Hi. Hello mọi người. Bây giờ thì mình đi cắt rau lan thôi. Mùa thu hoạch đầu tiên. Trồng khoai lang đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi thu hoạch nó. Trồng chỉ có vài củ thôi mà mọi người thấy không? Đó. Nam Trà tưới nước cơm đó mọi người. Nam Trà tưới nước cơm nè. Rồi tưới cái nước nước vỏ chuối á, mình ngâm nước xong rồi mình tưới lên. Thấy không? Phát triển ghê không? Mình chắc vậy nè, nó sẽ mọc lên những cái đọt mới nữa. Người về em vẫn có mấy đêm là đêm trong vắt nào mà chẳng có đã ướt đậm như người ơi, người ở đừng về. Chưa gì mà mình được một rổ rồi đây nè. Bây giờ tôi qua tới cây này.